Xin chào quý vị và bạn, chúng ta tiếp tục với series về mua hàng online giá rẻ. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một trong những chiếc Vera có tuổi đời tầm khoảng 6-7 năm gì đó, mình nhớ tầm đó. Thì em ấy nằm trong phân khúc tầm trung. Ngày em ấy ra mắt thì cũng được đón nhận khá là nhiều, bởi vì cái hiệu năng cũng như cái giá thành tương đối là rẻ. Mình nhớ không nhầm thì ngày đấy mình có lắp khá nhiều, nó rơi vào tầm khoảng đâu đó khoảng 3-4 triệu. 3-4 triệu gì đó. Tuy nhiên thì sau 7 năm thì không biết là cái hiệu năng hiện tại của em sẽ như thế nào và em ấy là gì. Các bạn có thể xem đây. Đó chính là chiếc VGA MSI GTX 650T 1GB DDR5. Và mình mua với giá là 320k, cả tiền ship là 347.000. Thì với 347.000 và sau 7 năm thì không biết là em ấy như nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để xem hình thức cũng như hiệu năng của em đó. Với chiếc dao huyền thoại của mình, và cũng rạch đít cho nhanh thôi. Ai xa, rạch nhiều nó cứ kinh nghiệm anh em phát ăn ngay. Ấy nhờ, xong nhiệm vụ cho em sang một bên. Phần nhật nhân vật chính của chúng ta đây. Ô cạc luôn, đóng gói cũng khá là thô sơ, không có chống sốc chống xiết gì các bạn ạ. Có mỗi một coi VGA với cái túi màng bọc thực phẩm cho nó chặt thôi. Nhìn qua cái túi này thì em ấy cũng khá là xấu gái. Các bạn chờ một phút mình mở lên cho các bạn xem. Đây rồi, đây rồi các bạn nhé. Rồi chúng ta đây, các bạn có thể chiêm ngưỡng em nó. Đó. Cái phần nhựa đã xỉn màu khá là nhiều rồi, úa theo thời gian rồi. Phần tản nhiệt đây cũng thế, nó không còn màu sáng nhôm nữa, màu trắng đục rồi. Và đất thì két sâu phía trong luôn, các bạn có nhìn kỹ không? Mình nhìn ở góc này mình thấy đất két sâu phía trong luôn, chứng tỏ là cái con Vega là không được xốp vệ sinh gì cả. Đóng gói và ship luôn cho khách thôi. Và phần phía trước này, phần giáp chắn phía trước này, cái phần sắt chắn này dỉ hết cả rồi, nó không còn sạch sẽ sáng bóng nữa rồi. Tuy nhiên thì cái cổng kết nối ở đây thì còn sạch sẽ sáng bóng luôn, nó được lắp che bảo vệ, và cái chân này thì cắm vào màn nên là sạch sẽ sáng bóng. Đó. Hình thức là khá là xấu gái, và nó sử dụng nguồn 6 pin các bạn nhé, nên các bạn sẽ sử dụng nguồn 300W, 350W trở lên cho nó chắc. Còn mặt phía sau vỉ này các bạn hãy nhìn này, đấy khá là xỉn cũ rồi. Nhìn cái tem của Mai Hoàng này chúng ta biết rõ luôn, màu nó xỉn hẳn, nó tối om. Có mỗi cái này thì nhìn vẫn đẹp này, 650T 1GB DDR5. Đấy, ốc ung thì dỉ hết cả rồi, dỉ két luôn đấy, chứ không phải là hơi tí đâu. Tuy nhiên thì cái phần màu xung quanh cái con GPU của chúng ta này nó rất là đều màu đấy, nó không bị sẫm hơn các cái vùng khác. Mà nó không sẫm hơn các cái vùng khác như thế này ấy, thì chứng tỏ là con GPU này hoạt động không nóng này. Chứ nó là nóng một cái nó sẽ sẫm hẳn thôi, hoặc là nó bị đóng lại thì nó cũng sẫm hẳn. Chứ đây là nó vẫn đều màu như thế này là cũng khá là ngon. Đấy, chỉ có mỗi cái phần hình thức thì xấu quá, màu vỉ thì nó xỉn hết cả rồi, nó không còn sạch sáng nữa rồi, hố hết cả rồi. Nói chung là phần hình thức thì quá xấu gái, chúng ta cũng không có gì phải nói nhiều cả. Chúng ta sẽ chuyển sang môn hiệu năng để xem là cái hiệu năng của nó có ngon không. Chúng ta sẽ chuyển sang hiệu năng để xem hiệu năng có vớt vát được lại danh dự cho em 650T của chúng ta hay không. Đấy, mình đã lắp em đó ra đây để em ấy giao lưu kết hợp với em B85 của mình nha. Không biết là nó có lên hay không. Rồi, chúng ta sẽ chờ xem là bật xem nó có lên không nhá. 1, 2... ba ấy đã quay rồi, có lên hình không các bạn? Tít lên không? Tít vé ấu lên ngon. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang môn test. Sau khi cài đặt driver thì chúng ta sẽ xem lại cấu hình của em nó trước khi chúng ta vào các tựa game để xem em 650T để chạy như nào nhé. Xem có cái ngoại hình nó có tương xứng với cái sức mạnh không. À, các bạn xem lại cấu hình này, mình sẽ sử dụng Xeon E3 12V1220 4x4 luồng, bên B85, RAM 8GB và graphic là 650. Test thử với CS:GO trận này trận thứ tư rồi, và cái game khá là nhẹ nhàng như này thì chúng ta có mức FPS khá là ngon, từ tầm khoảng 70 FPS đến 120 FPS tùy từng lúc các bạn. Đó.
chứng tỏ là em 650 ti của chúng ta đang hoạt động khá là ok so với cái vẻ bề ngoài xấu xí. Ôi, lợn này đó các bạn có thể thấy bức ép bé kìa, ngon luôn. Với CSGO thấy là ok rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái khác, bởi vì test này là lần thứ tư rồi các bạn. Chuyển sang test ra Battlefield 1 trên cái con GTX 650T này, thì mình thấy là cái mức FPS là cái mức low setting nào nó khá là ngon, nó từ tầm khoảng 35 FPS đến 50 FPS như các bạn đang nhìn thấy trên hình kìa. Còn nếu chúng ta chuyển đến mức setting cao hơn như kiểu medium với cả high setting thì mức FPS khá là thấp, tầm chỉ khoảng 20 FPS. Nhưng mà chúng ta để low setting như này là chúng ta chơi ngon luôn các bạn này. Đấy. Không giật lag gì cả, FPS khá là ngon. Đấy. Phê luôn. Nói chung là cái M650T này cái vẻ bên ngoài nó hơi xấu xí nhưng mà hiệu năng đến giờ là khá ngon. Đấy, hai trò rồi và mức nhiệt độ khá là ok luôn. Chúng ta sẽ chuyển sang trò khác nhá. Test GTA 5 với mức setting là low mà thôi, bởi vì con 650T của chúng ta chỉ có 1GB RAM thôi, chúng ta không thể để 2 setting được. Nhưng với low mà setting thì chúng ta đang có cái mức FPS rất là phê, tầm gần 70 FPS mà nhiệt độ thì khá là mát luôn, mặc dù là hôm nay cũng tương đối là nóng nhưng mà nhiệt độ từ nãy giờ vẫn chưa thấy 70 độ các bạn. Đó, bạn thấy cái mức FPS ngon không? GTA 5 với low mà setting quá là ok, không có gì phải bàn cãi rồi. Đó, đây là lúc đông người thì chúng ta mới chỉ tụt xuống còn 50 FPS một tí rồi xong lại vọt lên ngay. Chứng tỏ M650T của chúng ta đang hoạt động khá là ok so với cái ngoại hình xấu xí của em ấy. Đó các bạn thấy chưa? Ở đây đang rất là đông luôn. Rất đông và nhiều chi tiết. Đó mà setting như này là quá ok rồi, không có gì phải bàn cãi phải không anh em? Chúng ta sẽ chuyển sang trò khác nha. Với Tomb Raider thì mình đã thử để FPS ở mình medium setting và high setting nhưng mà cái 650T của chúng ta không trụ rồi, chỉ có thể ở mức low setting như này thôi. Đó. Ở lúc low setting thì chúng ta có mức FPS từ tầm khoảng 28 đến 40 FPS tùy từng lúc. Đoạn này leo như nào nhỉ? Tuy nhiên thì cái mức nhiệt độ của con 650T của chúng ta vẫn đang rất là mát này. Mặc dù hôm nay mình quay khá là nóng, toát hết cả mồ hôi rồi nhưng mà nó vẫn chưa đến 70 độ đâu. Nói chung là như thế độ khá là ok rồi, chúng ta sẽ chuyển sang trò khác nhé. Với Quick 3 thì chúng ta chỉ có mức setting là low setting được thôi, rồi cao hơn là cái FPS nó rất là thấp. Nhưng hiện tại đang ở low setting như này nhưng mà FPS của chúng ta chỉ ở mức 30 FPS thôi, gần 30 FPS và chạy cũng thật ra là chạy cũng rất là mượt, không bị giật gì đâu, nhưng cái mức FPS nó không cao một chút nào cả. Như các bạn đã thấy trên màn hình nó không hề cao đâu và mức nhiệt độ đã bắt đầu lên đến tầm khoảng 70 độ C rồi. Trò này là trò thứ 4, thứ 5 gì đó mà thời tiết ngày hôm nay khá là nóng. Cạc như này là cũng là rất là mát rồi anh em ạ, 6-7-5 tuổi già cỗi rồi nhưng mà giờ này vẫn còn đang cống hiến ở mức độ như này thì cũng khá là ok, không có gì phải bàn cãi quá nhiều cả. Và có chỉ có 320k thôi, tính cả tiền ship mới lên đến gần 350, như thế là cũng rất là ngon rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang game khác nhé. Xem đến Battlefield 5 với mức low setting thì chúng ta có mức FPS đang khá là ngon, là tầm khoảng hơn 20 FPS, từ 25 đến 29 FPS. Một tựa game vừa mới ra mắt và được chạy trên một con VGA có tuổi đời 75 tuổi, đang có mức FPS gần 30 FPS ở mức setting thấp nhất các bạn nhé. Low setting ạ, low mà setting hoặc dù FPS thì khá là thấp rồi, tầm khoảng gần 30 thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy là mình đang giao tranh nhưng mà FPS nó không bị tụt nhiều đâu, không bị tụt lên tụt xuống gì cả và chạy cũng mượt luôn đấy. Nói chung là cũng khá là ok, em nó thì khá là xấu gái thôi, tuy nhiên thì chạy rất là ngon ở những cái game như này. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang game khác nhá. Khi mà test PUBG với mức setting là very low và cái độ phân giải là full HD thì cái mức FPS nó chỉ loanh quanh từ tầm từ 30 đến 50 FPS thôi. Nhưng mà nếu mà mình hạ độ phân giải xuống còn hạ độ phân giải xuống còn 368 nhân với 720 này thì cái mức FPS rất là ngon, từ 50 đến 70 FPS luôn. Con nó vừa đã. Hết rồi.
cho lòng này. Này quá là mưa mò mấy giờ. Nói chung là con 650T của chúng ta này, tuy nó hơi già cũ, già lùa một tí với 75 tuổi và cái mức xe tiền chỉ có 320k thôi, nhưng mà nó giúp anh em có thể kéo được hầu hết các tựa game. Đó, ví dụ như BBG. Lại như vậy mà setting phù hợp chúng ta vẫn có thể chơi ngon nhá. Các em trên 50. Và xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.